Chào các bạn đang chiêm ngưỡng tháp Trầm Hương Nha Trang. Đây là một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Nha Trang. Và tháp Trầm Hương này thì với thiết kế chính là có những cái cột sóng ở phía dưới. Chúng ta có thể nhìn thấy những đường vân sóng bao quanh ở phía dưới chân của cái tháp Trầm Hương. Và bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía trên chính là hình ảnh của một cái ngọn tháp. Phía bên ngoài sẽ là những cánh buồm, những cánh buồm đang no căng gió về phía biển khơi. Nha Trang chính là một thành phố biển, thành phố vịnh, và phía những cánh buồm này cũng chụp lại cũng giống như kiểu là hình của một cái búp sen đang nở. Phía trên cùng của tháp chính là nụ Trầm Hương. Nha Trang Khánh Hòa cũng rất nổi tiếng với cả Trầm Hương, một biểu tượng du lịch của thành phố Nha Trang rất đẹp. Và cũng bật mí với các bạn là hiện nay Sen và Gốm cũng đang làm một dự án du lịch, đó chính là cốc Đắc Phù Điêu, biểu tượng của cột tháp Trầm Hương Nha Trang này. Hiện tại bây giờ dự án bên mình đang làm được 2/3, đã làm ra được mô hình cốc biểu tượng Đắc Phù Điêu, đó là cột sóng và cả tháp Trầm Hương. Hiện tại ở bên mình đang tiến hành thử men để phối màu, cũng là một bước rất là quan trọng trong quá trình mà thiết kế ra được một sản phẩm gốm du lịch. Và rất mong rằng khi mà sản phẩm ra mắt thành công ra thị trường sẽ là một cái điểm nhấn mới đặc trưng về vùng miền du lịch cho các thành phố ở Việt Nam mình. Hôm nay thì mình đã đến đây công tác và phải đến trải nghiệm thực tế xem là những cái sản phẩm mà bên mình được đặt hàng và làm thực tế như thế nào. Một chiếc tháp Trầm Hương rất là có ý nghĩa. Ở phía bên trong cái phần khu màu xanh này chính là các ghế tầng. Đây cũng chính là cái quà khu bán trưng bày các cái thông tin về du lịch của thành phố Nha Trang và bán cả lưu niệm. Giờ này là giờ đã mở đóng cửa nên là mình sẽ không thể vào được. Ok, nếu như các bạn có dịp đến Nha Trang thì các bạn hãy đến ghé thăm tháp Trầm Hương Nha Trang này, check-in chụp ảnh rất là đẹp. Cũng gần với khu vực Vinpearl, và có cảnh khu vực này là khu vực tắm biển nữa. Kia là khách sạn Hai Ác. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Hoàng Mai, nhà sáng lập Sen và Gốm, cùng xứ Bát Tràng. Buổi đêm thì chắc là ở tháp sẽ rất là đẹp. Mùa hè 2024.